Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, đó là một công ty tuyệt vời và thật vinh dự khi được với bạn và chúng tôi đã đi du lịch với Darius, anh ấy thật tuyệt. Giám đốc điều hành anh ấy là một doanh nhân tuyệt vời. Đã làm một công việc tuyệt vời với công ty của bạn nhưng tôi rất vui mừng được ở đây. Trong trạng thái tuyệt vời của Arizona, tôi yêu Arizona. Với phi hành đoàn đáng kinh ngạc, tôi đã có một số khoảnh khắc tốt ở đây, đặc biệt là vào ngày bầu cử, đó là một thời điểm tốt, nhưng họ, những người đàn ông và phụ nữ yêu nước đáng yêu. Cách đây không lâu, chúng tôi đã thấy các dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới nơi bạn đang sản xuất. Mặt nạ N95 chất lượng cao và chúng được sản xuất để sự hoàn hảo, không có mặt nạ xấu như Nhiều quốc gia đã được gửi một số lượng rất xấu từ những nơi khác. Không có gì giống như vậy ở mặt nạ Honeywell ở đó để bảo vệ chúng ta. Các bác sĩ và y tá anh hùng khi họ chiến đấu với kẻ thù vô hình hơn 150 Honeywell. Nhân viên đang làm việc suốt ngày đêm. Một ngày 6 ngày một tuần bạn là tuyệt nhất. Công nghiệp và nghĩ về điều này, những gì bạn đã làm. Bạn là một phần của sự huy động công nghiệp đáng kinh ngạc này. Lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, khó tin cho một kẻ thù vô hình. Nhưng đó là một kẻ thù độc ác, một kẻ thù thông minh như những thế hệ yêu nước trước bạn. Công nhân của nhà máy này đang trút bầu tâm hồn và tâm hồn. Máu bảo vệ đất nước chúng ta và giữ người dân của chúng tôi khỏe mạnh và an toàn, bạn làm cho nước Mỹ tự hào. Bạn thực sự làm và tôi muốn cảm ơn bạn rất nhiều, đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi cũng muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ lãnh đạo tại Honeywell, bao gồm cả Darius, người một lần nữa người đàn ông tuyệt vời, Ann Madden, Mai Thảm, John Waldron, Jim Carroll, Brian Ruddick, William Lang, Tony Starling, và Romina Cannon. So trong thời gian bình thường sẽ mất 9 tháng để đứng lên một cơ sở như thế này, nhưng Honeywell đã xây dựng điều này trong chưa đầy 5 tuần, tạo ra 500 việc làm mới ở Arizona và dưới 500 việc làm ở đảo Rốt, cùng với các nhà máy mới này sẽ sớm sản xuất hơn 20 triệu và 95 khẩu trang mỗi đơn. Tháng 1, thành tích thực sự kỳ diệu. Chúng tôi rất biết ơn khi được tham gia bởi thư ký lao động Jen Scalier và thống đốc Doug Ducey. Những gì một thống đốc tuyệt vời, ông là nơi đất ở đâu là đất. Cảm ơn bạn đó. Bạn đang làm một công việc tuyệt vời, vỗ tay. Và anh ấy đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của mình với 17 điểm, vì vậy tôi không phải khen ngợi anh ấy quá nhiều, nhưng tôi sẽ nói rằng anh ấy đã là một thống đốc tuyệt vời, và đó là những người bạn nhận ra, đó là lý do tại sao anh ấy đã có những gì họ nói là một cuộc dạo chơi thật tốt. Chúng tôi tự hào về bạn đất. Và bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm, bạn sẽ gọi cho tôi. Chúng tôi không phải lo lắng về rằng anh ấy gọi cho tôi rất nhiều. Anh ấy gọi cho tôi rất nhiều bởi vì anh ấy đang làm công việc của anh ấy. Nhưng tôi muốn cảm ơn cả bạn và Jen. Công việc bạn đang làm thật tuyệt vời. Cảm ơn cả hai. Chúng tôi rất trân trọng nó. Cảm ơn Jen. Và tôi cũng muốn bày tỏ sự đánh giá cao của tôi đối với Thượng nghị sĩ Martha McSally. Người tuyệt vời, người tuyệt vời, vỗ tay. Cô ấy chiến đấu để khám phá sự thật đầy đủ về tình hình Trung Quốc và cách Tổ chức Y tế Thế giới xử lý ổ dịch, và những gì đã xảy ra phải có sự minh bạch và trách nhiệm của Martha. Cũng có người đang mang số tiền khổng lồ trở lại trạng thái của cô ấy. Rằng cô ấy yêu rất nhiều trạng thái của Arizona, và tôi biết thống đốc đánh giá cao nó rất nhiều. Martha và tôi cũng đánh giá cao nó rất nhiều. Bạn đang làm một công việc tuyệt vời và may mắn, may mắn. Cũng xin cảm ơn các Betty và Jorge Rivers tại món nướng Mexican Semi ở Catalina. Họ đang ở đâu quanh đây? Một nơi nào đó tuyệt vời, nơi chiếc xe đạp đi. Lên đây đi, lên đây nào. Lời nói những người mà bạn biết, tôi đã thấy họ trên truyền hình, vỗ tay. Tôi thấy anh ấy trên truyền hình, họ đang bị tàn phá bởi những gì đã xảy ra. Và tôi đã đưa ra một tweet đơn giản nói rằng họ là những người tuyệt vời và họ trở nên rất giàu có. Xung quanh khối nói một vài từ xin vui lòng đi, có một
Mít ngay tại đây tôi không thể tin rằng tôi phải xã hội. Khoảng cách bản thân với hai người này có lẽ họ là những người muốn điều đó. Từ tôi xin nói vài lời ông chủ tịch chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Nghĩ rằng bạn đang làm một công việc tuyệt vời cảm ơn bạn tôi nghĩ rằng chúng tôi đại diện cho rất nhiều. Cộng đồng Latino rất tự hào về công việc đó. Bạn đang làm và tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta tất cả chúng ta. Latin sẽ bỏ phiếu cho bạn vì chúng tôi nghĩ rằng bạn đang làm như tôi. Đã nói một công việc rất tốt và tôi cảm ơn bạn vì tất cả sự hỗ trợ đó. Bạn đã cho chúng tôi và vợ tôi và tôi rất hạnh phúc. Và những gì tôi có thể nói cảm ơn bạn tôi thực sự đánh giá cao đó là thật tuyệt vời đi trước wow đúng vậy bạn có muốn nói nó đi không? Phía trước bạn có thể kéo nó xuống. Rất cảm ơn bạn rất nhiều cảm ơn bạn. Thật tuyệt vời vì vậy hôm nay họ đã chăm sóc 150 nhân viên y tế. Tại Devon Gable hỗ trợ cơ sở sống ở Tucson và họ đã giúp đỡ rất nhiều. Của những người ở đây có được một số thực phẩm tốt và họ đang gửi Donald Trump. Hóa đơn tôi không thể viết nó cho chính phủ vì họ sẽ không thích. Nhưng chúng tôi đang trả tiền cho nó vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn lấy cho tôi hóa đơn đó nhưng chúng tôi có họ chỉ là hai. Những người tuyệt vời một lần nữa tôi thấy anh ta trên truyền hình. Và họ đã có một thời gian khó khăn và bây giờ họ đang làm rất tốt mọi người đều biết. Họ là ai và họ có những dòng người muốn có được. Trong thực phẩm được cho là tuyệt vời để đánh bại virus mà chúng ta đang khai thác. Sức mạnh vô song của ngành công nghiệp Mỹ chúng ta đang sử dụng đạo luật sản xuất quốc phòng. Sản xuất hơn 100.000 máy thở. Trên hết nguồn cung quốc gia đang phát triển nhanh. Huy động máy thở của nước ta rất khó để làm rất phức tạp. Đắt tiền và chúng ta đang ở một điểm. Tất cả mọi người ở đất nước này cần một máy thở đúng cách đắc đã nhận được nó. Đặc biệt ở đây tại Arizona ở khắp mọi nơi và đất đã có thêm một số người và anh ấy. Gửi họ đến những nơi khác nơi họ cần sự giúp đỡ nhưng chúng tôi đã nhận được máy thở cho mọi người và bây giờ chúng tôi thực sự đang giúp đỡ các quốc gia khác và chúng tôi đang sử dụng chúng để dự trữ. Trong trường hợp chương trình kinh dị này lại xảy ra. Nhưng không phải là một người Mỹ cần nó, ý tôi là tôi rất tự hào về điều đó. Bởi vì khi chúng tôi bắt đầu với. Tôi đã sử dụng biểu thức các tủ chén trần có nghĩa là máy thở có nghĩa là một. Nhiều thứ khác vì vậy chúng tôi đang làm một cái gì đó rất ấn tượng. Và chưa từng có, bất cứ điều gì giống như những gì chúng ta đã làm kể từ khi có một sự huy động kể từ chiến tranh thế giới. Thì chúng tôi đã tăng tốc đáng kể sự phát triển của các liệu pháp mới. Và vaccine tiềm năng Johnson & Johnson, Oxford những nơi tuyệt vời và chúng tôi có 90 thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành và hàng trăm thứ nữa trên đường và điều gì đó sắp xảy ra. Tiến bộ to lớn đang được thực hiện tôi không muốn nói về nó cho đến khi nó. Ở đó chúng tôi không muốn nói quá sớm nhưng tôi sẽ nói đấy. Họ thực sự là họ thực sự Darius họ thực sự tiến bộ bạn biết. Một số công ty họ là những công ty tuyệt vời mà bạn biết Johnson và Johnson Johnson Phúc đã được thực sự. Thật tuyệt vời họ muốn đến với nó nhanh chóng vì vậy chúng ta sẽ thấy mọi thứ diễn ra như thế nào. Và tất cả chúng ta sẽ sớm biết và tôi nghĩ đó sẽ là một sự kiện rất tích cực. Thông qua phim SSS và các đối tác khu vực tư nhân của chúng tôi đã trang bị tiền tuyến của chúng tôi. Nhân viên y tế với hơn 70 triệu. Mặt nạ N95 112 triệu khẩu trang phẫu thuật 7 triệu khiên che mặt. 18 triệu áo choàng và gần 1 tỷ găng tay ngày nay chúng ta. Nghe từ một số công nhân phi thường của Honeywell đang lãnh đạo. Phí để trang bị cho các anh hùng chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Và soái ca sản xuất của chúng tôi có thể đó là những gì nó là một. Mai sản xuất mà chúng ta đã không thấy trong một thời gian dài. Bruno Aguinaga làm việc tại một công ty khác trong 22 năm nhưng anh ấy đã nhảy. Tại cơ hội để hỗ trợ chiến tranh của Mỹ và Mỹ. Chống lại virus ngay tại Honeywell, anh ấy muốn làm việc tại Honeywell luôn và anh ấy đã có cơ hội.
một trưởng nhóm ca đầu tiên Bruno hãy đến và nói vài lời Bruno. Cảm ơn nhé người anh em. Trước hết chúng tôi muốn nói lời cảm ơn ông chủ tịch. Từ gia đình Aginaga tốt ung phúc vì vậy tôi ở đây hôm nay chỉ để loại. Cho bạn biết một chút về nền tảng của tôi. Và công ty mà tôi đã rời đi để hỗ trợ mặt nạ N95. Và cuộc chiến chống lại COVID-19 với Honeywell tôi đã làm việc với. Đi bộ trong 22 năm ở California di rời ra khỏi đây trong. Arizona có một chút cơ hội để làm việc với. Fox ra ngoài Boa Mesa trên máy bay trực thăng Apache cũng vậy. Khi tôi từ chức với công ty Boa Way sau. Rất nhiều năm để trở thành một phần của đội Honeywell ở đây. Tại đội Honeywell họ đối xử với bạn đúng. Đó là văn hóa tuyệt vời người vĩ đại ông chủ tịch. Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảm ơn bạn công việc tuyệt vời, cảm ơn bạn đánh giá cao nó. Cảm ơn bạn rất nhiều Bruno và lần sau tôi ở đây tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt tay và sẽ ôm nhau với công việc anh ấy đang làm tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều Ursula Unner là một cựu chiến binh không quân tự hào, người đã can đảm phục vụ quốc gia của cô ấy ở Afghanistan và trên toàn thế giới. Tiếp tục di sản dịch vụ của cô ấy ngay tại đây trong Phượng Hoàng Ursula xin vui lòng đến. Lên và cho chúng tôi biết bạn đã chọn Honeywell như thế nào và tại sao. Bạn đã làm điều đó. Xin chào, tên tôi là Ursula Unner, tôi là giám sát phiên hoạt động tại đây. Honeywell cho trang web N95 tôi đã dành 20 năm trong hơn 20 năm. Phục vụ nước ta, lực lượng, trong 20 năm đó tôi đã dành 15 năm lãnh đạo và quản lý. Các vị trí như Tổng thống cho biết đã phục vụ một tour du lịch ở Afghanistan và một vài khách du lịch ở Iraq và được đánh dấu bởi các quốc gia thống nhất. Bộ phận quân đội và không quân cho điều đó. Tôi vừa nghỉ hưu vào tháng 3 vừa qua và tôi thực sự đã có một kế hoạch khác. Nhưng sau buổi lễ nghỉ hưu của tôi và tôi thấy rằng trang web N95 là đứng lên và mục đích của nó là để làm gì? Những người trả lời đầu tiên và nhân viên y tế của chúng tôi trên chiến tuyến. Tôi quyết định tôi muốn trở thành một phần của điều đó. Tiếp tục phục vụ đất nước này ở một khía cạnh khác. Tôi chỉ muốn cảm ơn các nhà lãnh đạo và cũng Honeywell cho cơ hội để cung cấp các công việc khác nhau và những thứ như thế. Cho những người ở Phượng Hoàng và đặc biệt là tôi, cơ hội tiếp tục phục vụ đất nước tôi trên một khía cạnh lớn hơn. Cảm ơn bạn, cô ấy đã nghỉ hưu khoảng 2 ngày, nhìn bạn trẻ như thế nào? Cảm ơn bạn rất nhiều công việc tuyệt vời Ursula Eric Park là một cựu binh thủy quân lục chiến và người quản lý hoạt động tại cơ sở mới của Honeywell, có một nhiệm vụ rất riêng cho mẹ anh ấy, là một y tá, mẹ vợ anh ta là một y tá, anh trai anh ta là một y tá và anh ta. Con gái sắp bắt đầu năm đầu tiên, của trường y tại trường Đại học Arizona là một trong những trường tuyệt vời. Xin vui lòng đi lên xin cảm ơn. Vỗ tay, cảm ơn bạn, chào buổi chiều các quý ông và quý bà tên là Eric Park và như Mr. Trump. Cho biết tôi là người quản lý hoạt động ở đây tại cơ sở này. Ơ đầu tiên và quan trọng nhất tôi muốn cảm ơn ông chủ ơ vì đã cho quốc gia này tài nguyên lãnh đạo và hướng dẫn mà chúng tôi cần. Điều hướng qua những thời điểm chưa từng có. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thứ hai và cá nhân hơn với tôi muốn cảm ơn Honeywell đã cho tôi cơ hội phục vụ đất nước tôi một lần nữa. Tôi tự hào khi biết rằng khối lượng mà chúng ta sẽ sản xuất ra khỏi cơ sở này sẽ đi đến người trả lời đầu tiên. Để giúp họ chiến đấu với cuộc chiến chống lại giao ước 19, như ông chủ. Cho biết điều này rất riêng với tôi, mẹ tôi là một y tá. Mẹ chồng tôi là một y tá, anh trai tôi là một cựu chiến binh và là một y tá. Ở Tucson và con gái tôi đã quyết định rằng cô ấy cũng sẽ tiến về phía trước. Truyền thống gia đình phục vụ những chiếc áo đen mà đội bóng ở đây là mặc nói rằng tương lai là những gì bạn làm ra nó và tôi rất vinh dự là một phần của đội sẽ làm cho tương lai an toàn hơn không chỉ cho gia đình tôi mà còn cho nhiều người khác. Cảm ơn, vỗ tay cảm ơn bạn vì bạn biết điều này khủng khiếp.
Bệnh dịch đã gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho chúng ta. Những người chúng ta thương tiếc cho mỗi cuộc đời mất mát, chúng ta cầu nguyện cho mọi nạn nhân. Và chúng ta gánh vác gánh nặng này cùng nhau như một người một gia đình. Và một quốc gia Mỹ vĩ đại nhờ vào cam kết sâu sắc của chúng tôi. Công dân chúng ta đã làm phẳng đường cong và vô số cuộc sống của người Mỹ đã được cứu nước. Ta bây giờ đang ở giai đoạn tiếp theo. Trận chiến một giai đoạn rất an toàn và mở lại dần dần. Đó là sự mở cửa trở lại của đất nước chúng ta, những người đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ đang nói rằng mở cửa trở lại. Một ngày nọ họ đến với chúng tôi và họ nói thưa ngài. Chúng ta sẽ phải đóng nó xuống, chúng ta có nền kinh tế tốt nhất. Trong lịch sử Darius có thể cho bạn biết về điều đó. Nền kinh tế vĩ đại nhất chúng ta từng có số lượng việc làm tốt nhất trong lịch sử. Đất nước thị trường chứng khoán tốt nhất trong lịch sử nước ta. Hầu hết số lượng công việc gần 160 triệu việc chúng ta thậm chí không bao giờ gần với. Và họ nói thưa ngài, chúng ta phải đóng nó xuống. Đó là một điều khủng khiếp nhưng chúng tôi đã làm những gì đúng. Và bây giờ chúng tôi đang mở lại đất nước của chúng tôi và nó sẽ trở thành một cái gì đó rất đặc biệt tôi đã nói trước đó. Chúng ta sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp quý thứ ba nó sẽ chuyển tiếp. Quý bốn sẽ rất tốt, chúng tôi nghĩ rằng rất tốt. Và tôi nghĩ năm tới chúng ta sẽ có một trong những năm mạnh nhất. Đã có từ lâu và đó là tham vọng của tôi. Đưa nó trở lại không chỉ nơi mà nó còn hơn thế. Nó đã ở đâu và tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả. Những người ở công ty đáng kinh ngạc này, thực hiện đại dịch này đã nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của ẩn lại chuỗi cung ứng của chúng tôi và xây dựng một cơ sở sản xuất trong nước mạnh mẽ mà tôi đã nói về điều đó trong một thời gian dài. Đôi khi bạn sẽ thấy một cái cây như thế này ở một quốc gia khác. Làm công việc bạn có thể làm và bạn sẽ làm tốt hơn. Các quốc gia thống nhất tuyên bố độc lập gần 250 năm trước. Nhưng trong những thập kỷ gần đây, các chính trị gia Washington đã cho phép nền độc lập của chúng ta được thuê ngoài và nhượng lại cho nước ngoài. Các quốc gia nhưng chúng tôi đang lấy lại và chúng tôi đã lấy lại và bạn nhìn vào số công việc của chúng tôi bạn biết rằng chúng tôi đã lấy lại được, chúng tôi đã lên tới gần 160 triệu. Một cái gì đó đã xảy ra, một trong những điều đã xảy ra là chúng tôi đang lấy nó trở lại, chúng ta biết nó quan trọng ở đâu đó. Thực hiện và chúng tôi muốn cung cấp thuốc thiết yếu và thiết bị được sản xuất và chế tạo. Ngay tại Hoa Kỳ cũ, chính quyền của tôi tin vào hai quy tắc đơn giản: mua người Mỹ và thuê người Mỹ trong thế kỷ 20. Công nhân Honeywell đã giúp Mỹ trở thành nền sản xuất lớn nhất thế giới. Siêu cường, đây là một công ty tuyệt vời đóng vai trò rất lớn. Bây giờ trong thế kỷ 21 ngay tại Phượng Hoàng, Arizona. Bạn đang đòi lại di sản cao quý và viết chương tiếp theo về câu chuyện đáng kinh ngạc của người Mỹ này và bạn có một thống đốc tuyệt vời để dẫn đường và bạn có một thượng nghị sĩ tuyệt vời để dẫn đường. Tôi có rất nhiều người đang dẫn đường cho bạn. Đó là những người đàn ông và phụ nữ của Honeywell mà sự khéo léo của họ đã làm cho nó có thể. Jack Lindbergh bay qua Đại Tây Dương và cho Amelia Tai để phá vỡ ranh giới trên bầu trời. Đó là những người đàn ông và phụ nữ của Honeywell đã xây dựng các trang web súng cối và hệ thống lái tự động cung cấp cho người Mỹ. Các chiến binh khi họ chiến đấu với các lực lượng chuyên chế và chiến đấu để giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và chính những người lao động không thể ngăn cản ngay tại đây tại Honeywell đã giúp các phi hành gia dũng cảm của chúng tôi cắm cờ Mỹ của chúng tôi trên khuôn mặt của mặt trăng và chúng ta đã sẵn sàng để làm lại, nhưng chúng ta thực sự sử dụng mặt trăng làm bến đỗ cho hành trình của nó. Và hành trình cùng nhau đến sao hỏa của nó sẽ diễn ra rất sớm. Bây giờ là một lần nữa cho những người đàn ông và phụ nữ của Honeywell. Người đang cung cấp vũ khí cho áo giáp mồ hôi và kỹ năng. Trong cuộc chiến của chúng ta để đánh bại kẻ thù vô hình mới, một kẻ thù khó nhằn, một kẻ thù thông minh.
nhưng không ai giống chúng tôi và không ai khó khăn như chúng tôi. Và tôi đã nói điều đó trước đây và tôi sẽ nói lại một lần nữa, người dân nước ta. Các chiến binh, với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi sẽ chiến thắng virus và xây dựng một tương lai vĩ đại và vinh quang với trái tim người Mỹ. Bàn tay người Mỹ niềm tự hào và tâm hồn người Mỹ cảm ơn bạn rất nhiều. Cho công việc đáng kinh ngạc bạn làm, cảm ơn bạn Honeywell. Để thượng nghị sĩ của chúng tôi, để thống đốc của chúng tôi, cảm ơn bạn rất nhiều cho công việc đáng kinh ngạc bạn làm. Và cảm ơn người dân Arizona, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn.